ngày 31 tháng 7, ghi nhận tại khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có nhiều vị trí sạt lở, uy hiếp các phương tiện phục vụ khách du lịch ra vào các điểm tham quan nghỉ dưỡng quanh Hồ Tuyền Lâm. Các vị trí sạt lở và có dấu hiệu sạt lở tập trung chủ yếu tại đường Phượng Tím, phường 3 và đường Hoa Hồng, phường 4, thành phố Đà Lạt sau các đợt mưa lớn vừa qua. Nghiêm trọng nhất là tại đường Hoa Phượng Tím đoạn từ khu nghỉ dưỡng Sam Tuyền Lâm đến cuối đường dài khoảng 1,8 km, nhưng có gần 10 điểm sạt lở. Có những đoạn sạt dài khoảng 100 m, chiều cao sạt lở từ 3 đến 10 m. Phía dưới chân đồi tạo thành những hốc hàm ếch, phía trên cây rừng đứng chênh vênh có thể ngã đổ bất cứ lúc nào. Theo Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm, hiện có 12 vị trí cần phải xử lý bằng cách xây dựng bờ kè chắn để đảm bảo an toàn. Liên quan đến tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định phê duyệt kinh phí 9,3 tỷ đồng từ nguồn kinh phí phòng chống lụt bão để khắc phục sạt lở tại những vị trí trên.